Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một dòng xe sedan và giá tầm trung đang có tại salon, đó là một chiếc Daewoo Gencha đời 2010 số sàn. Một chiếc xe được thiết kế một màu bạc, và đây là một chiếc xe sedan biển 4 số và một chủ từ đầu. Như chúng ta thấy thì hiện tại về phần sơn cũng như là thân vỏ cũng còn khá là đẹp, và hiện tại đã được sơn tỉa và đánh bóng rất là sáng như thế này. Và đây là tổng thể phần đèn này. Như các bạn thấy thì phần đèn đã được dọn rửa rất là sáng. Phần đằng trước xe này, phần đèn sương mù. Và đây là về phần lốp của chiếc xe này, như là phần la răng. Thì đối với dòng Gencha này, la răng thường, la răng sắt đấy, và đã được ốp giả đúc khá là đẹp như thế này. Toàn bộ bốn quả lốp còn rất là mới như các bạn đang thấy đây. Là mới, tôi sẽ quay cho các bạn và quý vị sát hơn về phần lốp cũng như là về phần cua lốp của chiếc xe này. Đó. Thì đối với dòng Daewoo này thì trên thị trường hiện nay thì giá cũng khá là rẻ, cũng như là dòng Gencha hoặc là Lacetti, thì Lacetti phân khúc nó cao hơn dòng Gencha một chút, giá nó có thể nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà tuy nhiên thì form dáng của Gencha này sẽ đẹp hơn Lacetti rất là nhiều, và nó sẽ mập xe hơn. Đây là tổng thành của chiếc xe này, đó, một màu bạc và đã được sơn tỉa và đánh bóng rất là kỹ và đẹp. Đây là phần đuôi của chiếc xe này, một chiếc xe bản SX trong nước đó. Và đây là về cụm đèn hậu phía sau này, được thiết kế khá là đẹp như thế này, đó, nhìn rất là nổi. Thị trường hiện nay thì cũng khá nhiều bác hỏi về dòng xe này, nhưng tuy nhiên thì salon nhà tôi thì cũng bán xe dịch vụ taxi, nên là cũng ít khi về những dòng xe như thế này. Thì đa số là dòng Gencha này hoặc là Morning số sàn đều là xe chạy taxi, nên là ít khi có, bởi vì nhà tôi là chọn những dòng xe chất. Thì đây là một chiếc xe 2010 chính chủ tư nhân, một chủ từ đầu, được đánh giá là khá là đẹp, và mức giá nó cũng tầm nằm trong tầm trung khoảng 195 triệu đồng. Chúng ta cùng đi sâu hơn về nội thất của chiếc xe này. Đây là toàn bộ nội thất của chiếc xe. Toàn bộ là da xị và thiết kế một màu kem khá là đẹp. Đây là toàn bộ mặt tắp ly cửa này. Tất cả những cái nỉ của bốn tắp ly này còn nguyên. Và những cái đường như thế này ở tắp ly và tắp lô đều được dán giả gỗ khá là đẹp. Như tuy nhiên các bạn thấy về phần khóa cửa này được bọc nhôm inox khá là sáng như thế này. Đó. Đây, tất cả những chi tiết lên xuống kính điện này còn rất là sáng và không bị mờ. Đây là tổng thành nội thất ở phía trong. Như các bạn đang thấy thì được thiết kế cũng khá là rộng rãi. Và toàn bộ phần trần thì đã được bọc ni lông rất cẩn thận như thế này. Đó, trần nỉ nguyên phía trong nhưng mà được bọc ni lông bên ngoài rất là cẩn thận và giữ xe. Thì đây là toàn bộ mặt tablo phía trước. Như tôi đã nói thì đã được bọc giả gỗ này, khá là đẹp và nhìn cũng khá là sang. Đó. Nhìn tablo của chiếc xe này thì như các bạn đang thấy thì khá là sạch và bóng như thế này. Tôi sẽ zoom cho quý vị và các bạn thấy đây này. Đây, đa số dòng xe này thì đây, như những chiếc xe ví dụ như chạy dịch vụ taxi thì thường là có vết dán đồng hồ trên mặt tablo này. Nhưng như các bạn đang thấy thì hoàn toàn một chiếc xe chính chủ tư nhân còn rất là sần và mới như thế này. Đó. Một chiếc xe đã trang bị đầy đủ màn hình DVD cam lùi. Và đây là vô lăng của chiếc xe này. Như các bạn thấy thì về đã được bọc rất cẩn thận này. Và phần vô lăng rất là sần như thế này, về những cái phần cầm nhiều nhất này. Đó. Nếu một chiếc xe mà chạy dịch vụ thì những phần này sẽ rất là xấu. Nhưng tuy nhiên thì chiếc xe này còn rất là sần và mới, và được bọc rất cẩn thận. Đó. Một chiếc xe đã đầy đủ màn hình DVD, cam lùi, bọc ni lông trần, và một chiếc sedan khá là đẹp mà giá chỉ 195 triệu, đời cũng cao 2010. Và đây là về phần củ số của chiếc xe. Thì toàn bộ những cái da củ số này đều nguyên bản này, củ số này, đó. Với thời gian thì những cái chiếc xe như cái phần da trên bọc quanh củ số, củ số này thì mình không thể tránh được khi mà nó bị bong chóc, nhưng tuy nhiên thì vẫn nhìn rất là sạch sẽ như thế này đó. Quý vị và các bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình một chiếc xe chạy gia đình
hoặc là có thể chạy thêm dịch vụ để kiếm thêm thu nhập, thì với dòng xe này cũng khá là rẻ. Và máy 1.6 thì ăn nhiên liệu cũng trung bình khoảng 7 lít đó. Một chiếc xe mà trang bị đầy đủ kính điện, nhưng mà tuy nhiên thì chiếc xe này vẫn chưa được độ thêm về phần gương điện, vẫn là gương chỉnh cơ. Đó, chúng ta cùng đi ra về phần máy của chiếc xe này. Và đây là khoang máy của chiếc Gentra 2010. Có một chiếc xe một chủ từ đầu và giá là 195 triệu. Đời cũng khá là cao. Như các bạn đang thấy thì về phần máy đã được dọn rửa cũng khá là sạch và sáng như thế này. Đó. Các bạn đang thấy đây, tất cả về phần keo chỉ lắp cabo này, tất cả những cái nỉ trong khoang máy này đều vẫn còn nguyên, rất là mới. Và về phần máy cũng vẫn rất là sáng như thế này. Đó. Hoàn toàn một chiếc xe mà không có lỗi gì cả, một chiếc sedan màu bạc, một màu khá thông dụng. Biển 234 số. Đó, một chiếc xe mà tôi đánh giá là khá là đẹp, thì quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình về để sử dụng. Chiếc xe này cũng khá là ổn. Và đây là được thiết kế khoang cốp phía sau. Như các bạn đang thấy thì về phần cốp cũng thiết kế khá rộng rãi, và phần nỉ xung quanh quanh khoang cốp này cũng khá là mới và sáng như thế này. Đây, từ những cái khóa cốp phía sau này vẫn còn rất là sáng. Đó. Đây là về phần toàn bộ keo chỉ lắp cốp sau này. Chiếc xe khá sạch sẽ. Ngày hôm nay tôi đã quay video và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc sedan giá rẻ, một chiếc Daihatsu Gentra 2010. Và nếu ai có nhu cầu về dòng xe này thì hãy liên hệ với số điện thoại tôi để phía dưới màn hình để được tư vấn và sở hữu dòng xe này. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.